93, 94, 94, 95, 96, 97, 98. Đây là đội thắng cuộc, đội số 1. Đội số 1 ơi! Dạ, nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào cả nhà ơi. Ngày hôm nay thì mấy chị em tụi con cùng với lại chị Kim Loan đang có mặt tại Cà Mau, đặc biệt đó là nhà của anh Bồn và chị Nga. Thì hôm nay là chị Loan sẽ tổ chức một cái cuộc thi rất là vui và thú vị luôn. Hôm qua thì mấy chị em đã lên chỗ vuông cua và tôm ở trên nhà của anh Bồn rồi, thì thấy rất là thú vị, mấy chú cũng bắt rất là nhiệt tình luôn. Cho nên là ngày hôm nay chị Loan sẽ tổ chức một cuộc thi, đó là bắt tôm và cua xem ai sẽ là người thắng cuộc nha. Wow, vỗ tay. Dạ, thì cuộc thi này thì đội nào bắt được nhiều nhất tôm lớn, tôm nhỏ hay là cua lớn, cua nhỏ gì cũng tính hết, rồi chút xíu mình lên mình đếm con. Đội nào nhiều con hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng dễ nhất. Bí mật, đúng không? Dễ nhất. Bí mật. Chưa giờ muốn mặc mí hay là bí mật? Thôi bây giờ mình bí mật đi, mình bật mí giải nhì đi. Giải nhì là sao? Giải nhất bí mật mày giải nhì. Mình bật mí, bí mật luôn ha. Rồi bí mật bốn bí mật thì cho bí mật luôn. Bây giờ thì nếu mà đội nào thắng thì Sĩ Loan sẽ hưởng cho giải nhất, nhưng mà cái đội mà không thắng vẫn được giải nhì nha cô chú ơi, tại vì hôm nay thì mấy chú rất là nhiệt huyết luôn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu bắt đội. Thời gian là bao lâu chị ha? Một tiếng đồng hồ. Ôi rất là lâu luôn nha, thời gian này chắc quậy đục cái vuông của anh luôn. Dạ, thì hôm nay con xin được phép giới thiệu những thành viên tham gia cuộc thi này nha. Đầu tiên chú Cầu. Hello. Dạ, tiếp theo nữa là anh Ba. Hello, xin chào. Anh Lâm. Chào cả nhà. Ba con. Chào. Dạ, ba của anh Bồn. Dạ, anh Hai. Đây, anh Trung. Đây, chồng con. Chồng dạ. Con nói nhỏ. Chồng con. Dạ, anh Nhật. Đây, anh Hào. Anh Bồn và bác Bảy Cường. Wow. Ở đây thì có tổng cộng là 12 thành viên, đúng không cả nhà? Bây giờ là mình sẽ chia làm hai đội, mỗi bên là 6 người. Sẽ có đội 1 và đội 2. Khoan, đi gà cái đi chị ơi. Rồi, đếm nha. Chưa. Đi. Rồi, về đây. Đây. Nhìn qua thành viên đội 1 đi. Một hồi nhỏ ngoại nhớ giùm em tiếp nha. Đây, đội 1 coi đây. Đội 1. Đội của bác Bảy Cường sẽ là đội 1 nha. Rồi, vỗ tay. Còn bên đây mình anh Bồn đi, đội của anh Bồn sẽ là đội số 2 nha. Đó. Con này có thêm thành viên dự bị. Tại vì đội bên đây rồi cả nhà ơi, bây giờ mình hãy tiến hẳn lên vuông cua vuông tôm đi nha. Số 1. Kiểm tra thao đi. Không sao lên. Thao đỏ. Luôn coi chứ. Rồi. Ok. Số 1 bên đây, số 2 bên đây. Ok. Đâu tới rồi. Nghe đây, 1. 2. 3. 4. 5. Bấm đồng hồ. Tích tắc. Hiện tại là 2:20. Trời ơi, rồi đổi nào đâu, quên hết rồi. Cố lên. Ủa, đợi bác Bảy Cường số 1 hả? Anh ơi, anh bắt cái gì ở đó vậy? Trời ơi. Cha mới được con này. Đợi một được con rồi. Ơi, nhiệm vụ chú Hai giữ thao có chừng bị kẻ địch đánh cắp nha chú Hai. Giờ cái thao đem đây đi, chút tôi bắt được đem đây quay hai đó. Kìa. Bên đội đỏ có bổ sung mà nghe. Thôi giờ mình đội đỏ đội xanh đi, dễ nói vậy. Đội đỏ, đội xanh. Con vậy kìa, cho nó mỏi. Trời ơi, trời. Trời ơi, thôi xong rồi. Chưa có gì hết
Thầy ơi, lần đầu tiên việc đi đi bắt tôm. Ừ. Trời ơi, bỏ chín lên gì rồi. Ê, đó giờ đâu bắt này đúng không? Không, đâu có đi đâu. Vậy là đó giờ chỉ chở hẹ. Chở hẹ thôi, bữa nay bắt tôm dính con nào mới sợ. Bắt tôm. Ông lại. Đâu rồi, ổng đâu rồi? Chị ơi, anh lại hồi đó chưa có con nào vậy? Ổng xuống dưới ông lại. Ổng xuống dưới ông tập bơi. Bà mẹ dính con câu bà trời. Trời ơi, dính con xuống rồi. Ai à? Đẩy à. Thả luôn. Cái đội đỏ bên đây. Mày xanh đâu rồi? Thao đâu? Đây 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 đây. Đây thằng xanh đây. Ủa thằng năm ơi. Ủa vậy? Dính cá gì? Dính nhà. Dính nhà, dính nhà hai. Tiếp tục nữa nè. Ủa? Thôi, đội đỏ bắt nhiều lắm chị ơi. Tới tám bờ lúc này quá dữ vậy. Ô chị. Tôm nữa ơi, quá ơi. Quá. Trời ơi, ta chắc ăn đậu đỏ hết rồi kìa. Kìa, bên đây dính nữa. Vậy 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 vậy. Con nhỏ này tính không? Tính luôn ha. Tính nè, em hồi dính con là tính nè. Nó nhảy tay. Nó nhảy sao mình nó nhảy mình nữa. Nhỏ nhỏ em nè. Rồi dính nữa rồi. Trời ơi hay quá nhở. Cố lên, cố lên thầy ơi. Cố lên, cố lên. Sao bắt được? Cái đó giả dâm, giả dâm. Đẩy đi, rồi mình nó thăm. Đẩy rồi. Đẩy rồi. Quá cao nha, quá cao nha. Hai con luôn nha. Ừ, diễn nữa nè. Ôi, đẩy lại, để không nó nhảy. Hái thêm gì đẩy vô bên nhà. Hái thêm gì đẩy vô đi. Nó bị dãy. Hai con nó đẩy lại. Thì chỗ nào đâu mẹ nó kèm thảy xuống cho mấy chị này đẩy lại giùm ấy để nó nhảy nha. Trời ơi vậy mất một tay luôn kìa đâu. Cũng được ngăn 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 cùng quả cuối cùng kìa. Ủa em cầm dầm quá sao em ngu vậy? Tao lo tao coi. Tao lo tao coi con tôm. Xuống vuông mà nó ngồi chứ tôm nắm nắm rồi tôi ok đúng rồi. Hay. Nãy giờ chưa có con cua. Bộn chiếc cầu. Bên đó bắt cũng nhóc hết trơn. Mấy con kìa chú cầu ổng để trong. Ôi
nhu cầu gì hết trơn kìa. Mình lâu lâu làm cái rồi phải trông đi. Chết thế ông nậu luôn á. Đang làm vuông mà. Con mà làm cái gì vậy? Con bánh kìa, bỏ tô bánh kìa. Đâu đưa tao lên lòng ngày tay. Nãy giờ chưa thấy cái buồn hả chúng ta? Đâu 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 chị biết rồi đừng đi thôi. Đừng biết mình biết chị. Đừng có lộn nói mặt của em. Không cho điểm luôn rồi. Không, nãy giờ ông bắt cũng nhiều lắm á. Nó lộn như cái quần nữa. Sao lại sao từ từ rồi. Mát rồi. Lật cái thao cái là rồi luôn. Cô non luôn vậy. Lật cái thao cô non luôn. Ôi trọng tài ủng hộ bên kia quá. Thấy ông không bằng. Không không bằng luôn rồi. Đâu có ủng hộ bên nào chứ ăn thua mình mồi chứ. Ủng hộ bên đây hết. Cái đầu bắt hộp. Hoa dính cái nâu nữa. Bỏ vô đặng ngồi về nước luôn. Ê ê ê đừng ăn ăn đừng hột ăn. Đừng đừng bắt đụng tới cái nâu. Bên kia cha bắt hay quá hồi nãy giờ dính liền con trời. Con mấy con. Dạ. Dạ dạ. Ai bên đây à? Ai bên đây? Không, đang nói bên đội anh á. Cái gì bự dữ vậy? Cá lóc này lông không trời. Đây, đây. Cá lóc gì lông không vậy? Tao bỏ chân rồi, nhát tiêu luôn rồi. Rồi đỡ cò đây nha. Dạ, ngăn. Ngăn. Anh em bao đỏ đâu rồi? Chi vô. À, chi vô luôn. Nãy giờ không có được con đào đâu. Không thèm nói chuyện nữa đâu. Đó. Ừ nè. Để đi. Trời ơi, trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì xảy ra vậy? Ủa. Ủa rồi, mà xảy ra gì? Dạ. Con nó căng. Ủa, ủa. Lên chưa? Lên chưa? Đây rồi. Ê ê ê ê thôi. Kẹt nó cả. Ôi, con cua nó kẹt. Wow. Trời ơi, hay quá vậy. Để bị cua kẹt rồi. Kẹt thôi, kẹt thôi, kẹt thôi. Ê, cái con cua nó quậy bằng tôm nó nhảy á. Nhảy gì đâu kỳ cục. Con cua còn dưới nữa. Ghém mà con cua lên bụng ơi. Ê, rồi sao bắt con cua này trời. Đâu, đây. Anh Hào ơi, hỗ trợ kìa. Đạp cái giò luôn hay gì vậy? Đạp giò rồi nha. Ôi, đi ra đây. Xạo xạo đi. Xạo xạo đi. Đưa tôi bắt giùm cho, đưa tôi bắt giùm cho. Đè nó dưới sình rồi. Dạ, dạ bắt đi ra. Hay quá. Chị mới hai người lẩm bẩm lẩm bẩm. Trên hai kìa. Rồi. Lặn xuống. Lặn xuống. Bắt nó. Cua này kẹp đâu có sao đâu. Kẹp là nó bỏ càng coi. Có bắt không được thì bắt giùm nha. Nè cua chạy giống mất luôn cái tôm nhấp lên. Nhìn không nhìn không. Nhìn chạy. Cái này. Ba giờ rồi đó. Ba giờ rồi đó, còn 20 phút nữa à. Nè, nó chung vô hang rồi. Nè.
dưới cục sình cũng hụt nữa, con tay rồi. Đang chở mất con cua này nè, gây gớm quá. Trời ơi. Em bị tay chạy rồi. Trời ơi, chị cho mình không? Ấy dùm thôi ghê. Chứ ta có làm gì đâu. Thanh xui à. Tao nói màu xanh thắng đó. Thanh xui à. Dạ. Chị làm động lực cho tụi em. Cái này quên được. Tao nói màu xanh thắng à. Rồi, chị Lâm ủng hộ đã xanh thắng rồi đó nghe. Đợi xanh, cố lên. Xanh thắng rồi. Xanh, xanh. Đợi xanh, cố lên. Xanh. Đây, đây, đây. Đó đâu? Đó đâu? Tôm. Kìa, bên hai tay kìa. Chở nhưng mà được cái nhiệt tình. Đó đâu. Cá hoài trời. Gái quá gái. Vô gái à, mình không quen bắt hay nữa. Thấy cái đó, thấy bữa hổm được cái bánh tét con gái dữ lắm. Cái hao của đỡ xanh khẩm dữ rồi. Mình khích lệ tinh thần đồng đội anh em để cho đừng có mệt đó tôi. Buồn. Ý không không hết. Sâu nha. Gọi cho chết sâu nè. Sâu. Sâu lắm. Sâu lắm. Sâu lắm. Nãy giờ bắt được con. Sâu lắm. Ê. Ê, bắt một con trăm ngàn. Một con trăm ngàn. Sẵn hoa xanh. Quá yên. Để chỉ cho nghe. Đỏ đâu, đỏ này. Đỏ đâu, đỏ. Đỏ đâu, đỏ. Đỏ đâu. Trời ơi, em đi lúng luôn rồi chị ơi, lúng tắt rồi. Cái hào thanh khẩm này kìa. Ôi trời, ông bắt, ông bóc như thế này một đống luôn rồi đó. Ai? Ai? Chú cầu ơi chị. Chú cầu bắt nhiều lắm hả? Đây nè, ông bóc lộm đây nè, một đống đây nè. Trời ơi, ổng mất tiêu rồi. Hân thua lắm nghe. Không kệ đi. Ba em bắt được nữa rồi kìa. Con không kẹp đâu. Nó không làm sao về tối nay chân mẹ nó. Chân cũng khó coi lắm đó. Ủa mẹ ơi. Ở xanh đâu? Đâu đây vậy? Xanh kìa. Kệ trời ơi, một tay luôn. Không cự mất cự quá à. Ê, con chồng à. Chơi đây. Giữ lại, giữ lại. Mẹ lộn ra, mẹ tổn quá. Giống vậy vậy. Mấy nghe nè. Mấy nghe nè. Mình đi cho tâm nhìn quan sát đi nè. Nhưng mà đây quay không rõ. Cái chân bánh thì dở mấy cái dở đi. Bên đây quậy cho chạy chỗ khác đừng chạy bắt hết á. Bên đây bự bự luôn mà. Rồi đợi quá đợi quá đi đâu lần đây hả? Dừng lại. Trời ơi mấy ông có chốt đâu quậy á sao quốc cả luôn kìa. Sao đó chị? Anh em đồ trước nè chị. Vô
Ôi, nhiều bây giờ bắt được hai con rồi đó. Ôi, em ngồi xuống bên trên này nè, cho cái bao nó nước. Ủa vậy hả? Nãy giờ đây ta chưa nói gì hết trơn nữa nè. Kìa, nhắc chân kìa. Con này nè, con ơi. Con mê mò bỏ thao luôn rồi. Bỏ thao luôn rồi. Việt, kéo thao lại Việt ơi. Trời ơi, lo nhìn không xảy vô. Nữa, hả? Sao bên đây miệng mò mày đi qua bệnh mà vụ ai bệnh vậy? Bên đây ta đồng đội bên đây không à? Đây 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 đây. Quá trời luôn kìa mấy ông ơi. Sao mới trước mấy ông quậy? Nãy như thấy Việt bỏ bả đâu 7 con hay gì đó. Chùm cái khăn lại đang quen. Chùm cái khăn này để nó nhảy ra hết kìa. Nãy giờ nhảy không là 3-4 con nữa này vừa. Ôi quá trời luôn kìa. Trời ơi không ơi thấy ham luôn kìa. Giờ nghỉ nói nha. Nghỉ nói. Trời ơi. Nhiều thôi đủ rồi. Hai tay hai con thôi đủ rồi. Đồng đội của mình ơi. Lên đi con, lên đi, lên đi. Nhiều lên, ở sao chỗ hốt mà. Chỗ này đang có mà. Đỏ đỏ kìa. Ôi quá trời ủng hộ rồi đỏ rồi. Một tay vậy tới trước ông này dính quá trời. Kìa dính luôn kìa. Kìa trời ơi Nhật kìa. Kìa ơi bự chạy luôn. Chứ ông dính rồi. Ê con. Còn không con. Đâu rồi. Lặn quần nhóc. Cái râu con tôm lội xuống. Tôm lội ra kìa. Cái râu tôm lội ra bên kia. Bên kia, ở đó. Trời ơi. Ôi hay vậy. Thôi nghĩ lại lần không nữa nè em ơi. Lại ông bắt không à. Nói rồi. Đâu mà tôm quậy đó. Đâm. Hả? Ông đưa khát thịt đây. Khát heo không? Khát heo ơi. Đợi đi. Đợi xanh ơi, bỏ vô. Nè, đỡ nè. Rồi. Vậy? Mày. Cầm cái đầu á, cầm cái nè. Cầm cái. Nè, đây nè. Cầm cái nè. Đi đâu? Ủa? Chậu hú, hai tay hai con luôn. Dưới ta. Hai tay ba con luôn, ta mới sợ nè. Dữ vậy. Dạ. Ôi, cẩn nha. Bình em thôi. À. Chết là chấn thương đồng đội rồi. À, thôi con nhìn chúng. Con tìm ghe hết rồi. Chỉ còn mấy phút cuối cùng mà tập trung tới. Cố lên đội ơi. Còn 5 phút nữa à. Gom lên đây đi. Có không? Có gom lên đây đi. Em nẹp đi. Đem cho. Gánh nè tạ ra. Cố lên Nhật ơi, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Nè, lóc lên ngồi. Nãy giờ chưa mò được con tôm nào. Con nào tôm lùi đó. Hai con lận. Cái tôi báo rồi. Mò ốc đó. Mò ốc mò tôm mò ốc. Mò mò kiếm ốc. Ơi ba em. Ba em. Cẩn. Mày mới đúng là ba em. Ba em. Trời ơi, dữ rồi. Ba con luôn hay gì kìa. Cá này mới chui vô quần không? Mày nó ngậm ngậm kìa. Cái tay nó dính rồi kìa. Mày lộn có chân cái gì. Mày lộn ngồi lộn trong quần rồi nó ăn luôn á. Ghê. Mày mắc luôn á. Về con vợ bỏ luôn. Kìa, thằng ấy nó cầm một nạm kìa. Kìa anh hai cầm quá trời sao lưng kìa. Cái khúc mất rồi. Kìa đưa cái heo cho anh hai. Bỏ vô kìa, đưa Lâm bỏ vô. Trời ơi con gì.
cái vô lại đụng cái im im giữ con là không tính ra không hay nhờ tay không bóp vừa bóp nó hết giờ một cái à một đó hồi bà làm một cái ào á trời đó chậm cái ra cừu cho chết cái mấy ông đó là cắm lưỡi chết luôn. Rồi vô. Đếm chéo. Bên đây bên đây đếm. Để bọn đếm lên trong. Rồi đếm nha. Chưa từng tuổi thôi. Rồi đếm mình đếm luôn. Đếm 1 2 3 4 5. Ôi mấy con cua kìa. Bỏ vô bao đi. Để thôi nó ấy tôm chết. 1. Tao ơi đồng thổi đâu? Đồng thổi đâu? Đếm lớn hơn. Đếm lên. Đồng thổi ơi. Ờ đợi đếm đi. Cô dựng tay ném hai con nhanh cả. Rồi vô. 4 5 6 7 8 rồi luôn. Trên 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 26 lúc con thôi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ôi con cách 3 4 5 đếm hết nổi rồi hết nổi rồi 8 9 3 chục 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 chục 1 4 2 chừng 107 3 4 45 36 47 48 49 này để đếm rồi nè 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 còn chắc nương còn không sao đó rồi đó rồi 6 rồi dư rồi 161 rồi 161 đợi đỡ kết quả là 161 giờ mình tới đậu xanh nha. Ôi nhiều lắm nghe. Nói ra đi, đi đợi tiến qua bên đây. Nhiều lắm, đụng lá cây đụng lá chứ không kìa. Nhiều lắm nha, nhiều lắm nha. Rồi đậu xanh ơi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 bắt giờ bắt luôn đi 20 21 22 23 làm được rồi đó 24 25 26 điểm từ 27 28 29 30 31 31 cua 31 cua 32
1, 2, 3, 4, 5, 6 lượm ba lá cây cho bớt đi. 7, giấu giấu ba lá cây hoài à chạy. 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Đừng có đơ ấy, 6, 3, 4 con 7, mà hụt đi. 1, 2 con được rồi. 50, 51, 52, 53, 54. 55, 56, 57, 58, 59, 60. Nó bắt hay nè, bắt tôm bự không. 62, 63, 64. Bên này tôm bự. Bữa nay không có nhiều đâu. Mua hết trời à. 62, 63, 64, 71, 72, 73. chắc cả 92 à 95 này dưới 100 rưỡi 96 97 98 99 100 chắc nước quá còn con nhỏ nhiều lắm, con nhỏ nhiều lắm này, còn nhiều lắm, nhiều lắm có đừng hôn mình đó nghe. Không có đường. 100 rồi, bắt đầu đếm 1 rồi. Đó, này con nhỏ. 1, 2, 3, 4, 5. Chưa. 6, 7, 8, 9, 40 con. 12, 13, 14, 15, 17 con hết rồi. 16, 17, hết luôn vậy. 18, 19, 20. Nghe ngửa à. Nghe ngửa nghe. 22. Nhiều quá. 23, 24. Cái đó còn cho 20 con đó. 26, 27, 28, 29, 30. Đưa điểm đi, phát đi chạy. Bây giờ hai đội mình dở vậy với chi cụ đi mấy anh ơi, mấy chú ơi. Đội đỏ qua đội xanh. Đỏ đây, vô đây anh ba. Ủa em đội nào nó mềm không cần. Bà đứng ở bên trung lập mà bà la hơi lớn đó. Dạ. Thua đi. Sao quá. Dạ rồi. Sau một tiếng đồng hồ mình căng thẳng mình bắt những cái con tôm ở dưới hồ thì bây giờ cũng đã có kết quả. Với kết quả rất là sát sao, chỉ thua nhau 20 con thôi. Bây giờ thì mời chị Kim Long mình sẽ trao giải thưởng cho đội thắng cuộc, đội dễ nhất. Lộn rồi. Trời ơi. Con mình bự. Bên này to hơn. Đây là đội thắng cuộc. Đội số 1. Đội số 1 ơi. Con mấy mình đứng tụt tụt lại xíu vô chụp hình đi. Con đứng tụt tụt lại. Trời ơi. Đội trưởng đội số 1 đâu? Đúng rồi. Đúng rồi. Thôi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Quá nhiều dữ vậy. Cái này đếm nhận. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, được ta đếm phụ chưa?
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mình bóc siêu cái cũng vậy lắm mà nghe. Một, hai, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, hai, ba, bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai chục. Cảm ơn chị cho các chú và các anh ngày hôm nay. Đây mấy cái trời mở cái nào luôn. Giờ này lạnh này thì chắc là để cho mấy chú vô đi ha, vô mấy chú ơi. Chia tiền đi, đếm đội chia tiền. Rồi đứng cách rồi. Rồi đi. Rồi về.